Xin mời. À, chào cô. Chào cô. Dạ, chào chị. Ngồi ạ. Vâng ạ. Dạ. Xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Tôi là Hoàng Thị Tám. Tôi năm nay tôi 69 tuổi. Tôi ở Thái Nguyên. Tôi làm ruộng, nghề tôi là làm ruộng, chẳng có làm gì cả. Bây giờ thì ở nhà trông cháu. Em tên là Nguyễn Thanh Hoa, năm nay 29 tuổi. Em đang làm trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng mềm. Và em đến từ Thái Nguyên. Em làm con dâu của mẹ được 6 năm nay rồi ạ. Chị có bao nhiêu cháu rồi chị? Dạ, em có 3 cháu rồi ạ. Em có một bạn trai và 2 bạn gái. Cô, cái ngày đầu tiên mà con trai mình dắt cô dâu về đó, cô có đánh giá cô dâu như thế nào không? Ngày đầu tiên mà cái cháu về thì tôi chỉ ngắm nghía thế thôi, chứ tôi cũng chưa có ý kiến gì. Tại vì bên nhà tôi dân tộc mà, tôi là dân tộc Thắn Dìu thì cứ phải là đi xem. Tôi dân tộc gì ạ? Thắn Dìu ạ. Thế là cứ phải là đi xem là hai cái tuổi này có hợp nhau không, có ở được với nhau không, dạ, hay là có dễ bảo không. Tạm thì là tôi quyết định tôi lấy thôi. Mới đầu thì mình không thể xác định được là cô con dâu này với mình như thế nào, mình không thể nhận. Chưa cảm nhận được cô hả? Vâng. Cái kỷ niệm mà lần đầu tiên mà em đi về nhà chồng ấy, được chồng dẫn về ra mắt ấy, có cái sự hồi hộp. Vì là chồng em cũng nói trước với em là cái phong tục bên nhà mình ấy có rất là nhiều những cái đặc điểm nó khác với cả người Kinh bên em ấy. Em về thì cũng chỉ là chào hỏi mẹ. Nói thật là ban đầu thì mẹ cũng không có nhà để mình chào hỏi. Cái cảnh, cái ấn tượng ban đầu khi mà mình bước chân về nhà ấy, đó là cái cảnh rất là hoang sơ và tiêu điều. Cửa nhà tanh bành, màn nếp cửa tung tóe. Với mẹ thì cũng không biết đi đâu mất rồi ạ. Thế chỉ là hỏi chồng là anh ơi, mình có vào lộn nhà hay không thôi. Ở đây đúng là nhà mình rồi, nhưng mà mẹ chắc là đi ra ngoài. Thì chờ khoảng 10-15 phút sau thì mẹ về ạ. Mẹ về thì mẹ con em chỉ là nói chuyện, hỏi han nhau về công việc hay là về tuổi tác, về những cái mà lối sống thôi. Con làm gì hay là con ở đâu hay thế nào. Bà thì ban đầu, cái nhìn ban đầu của em ấy về mẹ chồng em thì là bà là người rất là kín tiếng, ít nói. Nhưng mà được cái là bà, những cái cách bà nói chuyện, bà chia sẻ ấy, thì rất là thật tâm. Bà về bà hỏi tuổi, bảo cháu sinh năm bao nhiêu. Thì em bảo là dạ con sinh năm 89. Bảo 89 à, 89 thì cái tuổi này không hợp rồi. Theo cái phong tục của người Sán Dìu ấy ạ, họ thiên nhiều về cái thế giới thứ ba, tâm linh. Cái cuộc sống của vợ chồng em lúc ban đầu khi mà yêu nhau mà mới về nó khá là trắc trở, bởi vì là cũng bị cái rào cản về thế giới thứ ba chia rẽ về tuổi tác. Như chồng em mà sinh năm 85, còn em thì là 89. Theo mẹ là cái tuổi không hợp nhau lấy về là nó sát. Chồng bị yểu hay là vợ bị yểu hay là ảnh hưởng đến mẹ lấy nhau về, mà gia đình bố mẹ chồng bị lục đục đó. Cô đi xem thầy hay là tự mình nghĩ ra? Cô đi xem thầy. Thì cái tuổi của hai cháu này là nó sát nhau về tiền. Tức là cứ động về nói tiền là hai vợ chồng cãi nhau. Đấy, mà đấy bây giờ nó công nhận là như thế. Thế thì cho nên tôi không muốn lấy là vì thế. Rồi cô không cho cưới hả cô? Vâng, thì tôi không cho cưới là vì thế. Rồi sau đó thì làm sao cô cho cưới? Nó bảo là thôi, nó cũng rất khoát nó lấy thì tôi nghĩ rằng là thì thôi. Còn nếu mà xảy ra cái gì các con phải chịu. Thế tôi bảo thế. Không biết cô với chị không hợp nhau điểm nào không cô? Ngày xưa mới về thì tôi cũng không bằng lòng. Như tôi thì tôi cũng không nói gì về tất cả mọi cái, thì nói chung cái gì tôi cũng dễ. Thì ăn thế nào cũng được, làm thế nào cũng được. Nhưng cô không bằng lòng điều gì mà cô không nói? Các cháu nó nói cái gì mà không bằng lòng thì tôi cũng biết là như thế, nhưng tôi không nói. Tôi thấy hàng xóm họ cứ mẹ chồng con dâu cãi nhau mà lên, tôi sợ. Tôi rất sợ. Ở đây khía cạnh về tâm linh ấy, thì ngày trước thật sự là em không có tin mấy cái đó. Ừ. Nên khi mà lấy chồng về thôi, nước nào thì phải xuôi theo hàng đấy. Em cũng có tìm hiểu về tuổi tác, về phong thủy, về những cái tâm linh, thờ cúng, dỗ chạp các thứ. Thế là để cho mình hiểu hơn, để có chuyện nói với mẹ. Ví dụ như là về tuổi tác, mẹ ơi tuổi con như này khác nhau chỗ này nhưng mà lại hợp ở chỗ khác mẹ ạ. Thì mẹ nghe bảo ừ, công nhận cũng phải thật. Giữa hai mẹ con có những cái mâu thuẫn gì xảy ra không? Dạ có ạ. Mới lấy nhau về thì cứ khoảng một năm đầu ấy, rất là hay xảy ra những cái xích mích.
đó là vấn đề về tài chính kinh tế, vấn đề về chăm sóc con cái, vấn đề về công việc. Thì mỗi lần như thế hai vợ chồng em có cãi nhau thì em thì tính là cứ khóc nhiều lắm, cứ hay động một cái là khóc, bởi vì lấy chồng xa nhà mà để tủi thân, hoặc là mình cứ làm dùng beng làng nước lên anh không thương em, hay là bây giờ lấy chồng xa thì anh lại hững hờ không quan tâm gì đó. Thì bà ở bên ngoài thì bà cũng có nghe thấy, và mỗi lần nghe thấy như thế thì bà lại bảo là tao bảo chúng mày rồi, tao đã bảo cái thằng Hùng rồi mà mày không có nghe, tao đã bảo tuổi chúng mày không hợp nhau rồi mà chúng mày cố tình mà lấy nhau rồi, thấy chưa, thấy sáng mắt chưa. Thật sự là lúc đó là trong lòng mình nó cảm thấy hụt hẫng và đau khổ vô cùng, vì bây giờ lấy chồng xa, có chồng là điểm tựa, mình cũng sống về gia đình nhà chồng, mình cũng cố gắng để lương theo cái lớp sống gia đình nhà mình. Biết là trong vòng vài năm đầu ấy có những cái khó khăn thì cũng nói với chồng mà là anh ơi, không biết cái chuyện này em nói với mẹ có được không, cũng hỏi ý kiến chồng. Chồng bảo là cứ nói thoải mái, nhưng mà khi nói ra rồi thì mẹ này có những cái quan điểm trái chiều với mình và mâu thuẫn về lời nói nó cũng xảy ra. Có bao giờ mà con dâu làm cho cô buồn chưa cô? Có chứ ạ, tại vì cháu nó về làm dâu vợ chồng nữa, chả biết cái gì mà cứ suốt ngày thỉnh thoảng lại cãi nhau. Thế tôi buồn. Thế lại đến cái vợ chồng thằng cả một thằng thứ hai một lần, con trai với con dâu của tôi cũng cãi nhau. Nó khóc nó không ăn, tôi gọi ăn nó không ăn. Thì tôi thấy hai chị em dâu đang thầm thì nói chuyện, con dâu thứ út này nói chuyện với con dâu thứ hai. Bao giờ mẹ chả thương con trai mẹ. Thế tôi nghe thế tôi cũng không bảo gì, xong nó ra. Sau rồi cháu ra thì tôi mới vào, tôi bảo thôi con ạ, con dạy con ăn đi, con đừng khóc nữa. Ê, các con muốn để cho mẹ ở với các con hay là muốn để cho mẹ ở một mình? Thế tôi bảo thế, nếu muốn để cho mẹ ở với các con thì con đừng khóc nữa, con ra con ăn đi. Thế tôi chỉ bảo thế thôi chứ tôi cũng không nói gì cả. Thế đúng hôm nay là có chương trình thì tôi mới nói đấy. Tôi giận lắm đấy. Không nói thẳng với tôi này đi, chị em bảo nhau thế tôi giận lắm. Tại vì tôi thì không, con gái nhà tôi nó còn bảo mẹ chỉ thương con dâu không thương những con, cái con gái nó còn bảo thế đấy. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là con trai thì tôi cũng thương, con gái cũng thương, mà con dâu cũng thương, bố mẹ có thương thì mới nói đến nơi đến chốn, thì phải lại giận. Nếu không nói đến nơi đến chốn thì bảo không bảo thì thôi cũng bỏ qua. Tại vì là tôi nghĩ rằng là cái lớp trẻ này mà nên bây giờ làm dâu nó có biết gì đâu, thời bây giờ nó sướng lắm chứ không khổ như thời chúng tôi. Cho nên là chúng nó không biết gì thì thôi mình cứ nhịn đi. Thế sau rồi các con nó biết cái tấm lòng của mình thì nó cũng lại thương mình như thế. Cái lần đầu tiên mẹ nói mẹ buồn cái chuyện này của em ấy đúng không? Giờ mới biết hả? Vâng, giờ là em mới biết đấy ạ. Sau này mẹ cũng nói luôn với con. Có khi nào mà em hay có chuyện gì phàn nàn mẹ chồng không? Em cũng hay phàn nàn mẹ về cái chuyện vệ sinh, ăn uống này, dọn dẹp nhà cửa ấy. Lúc mà mẹ bận ấy, thường bọn em cứ thi thoảng bọn em đi đâu về khoảng độ 1-2 tuần đi công tác mà về là thấy cái nhà nó cứ tùm lum tùm la hết ra, đồ đạc bẩn thỉu. Bảo mẹ ơi, nếu bây giờ để con quét dọn thì mẹ bế cháu cho con rồi. Thì mẹ bảo là thôi cứ để đây kệ đấy đi, nhưng mà bẩn em không chịu được, em phải đi quét dọn, mà quét nhiều thì mà mình hay càm ràm, trời ơi nhà này sẽ bẩn thế này rồi, cái việc gì cũng đến tay tôi thế này. Lúc con dâu nó càm ràm thế cơ. Cô thấy sao cô? Cô mặc kệ. Cô thấy cái việc nào cần làm trước thì cô làm trước. Cái việc nào mà có thể để được đến mai thì cô để đến mai. Thường là con dâu về bị mẹ chồng càm ràm, còn này mẹ chồng con dâu về là càm ràm ngược rồi mẹ chồng nữa. Mẹ em thì dễ tính đến mức độ mà phải nói là hầu như là cái màn có khi cả tuần không cần kéo luôn. Còn những cái kỷ niệm nào vui của mẹ chồng của chị nữa không? Mẹ em thì cái tính là rất là hay quên, hay quên cái đồ đạc gì đó. Ví dụ cái chuyện gần đây nhất ý ạ, tức là cái chuyện mà cái dao bà để quên, con thấy cái dao của mẹ đâu không, con không để ý. Thế bà lẩm bẩm, bà bảo là con chó lại càm của tao cái dao đi rồi, lại vác cái dao đi đâu rồi, vì là đập chết cái con chó này đi. Sao bảo mẹ ơi, chó nó càm cái gì thì càm, con nghĩ là cái dao nó không thể càm được, càm thì nó sức nó chảy máu là chuyện đương nhiên. Thế thì không phải con dao hay thằng Quân, con Vi cầm đi đâu, nó nghịch rồi, nảy tí đứt tay đứt chân chết. Quân Mivi từ nãy giờ chơi với con ở trên này mà, thế thì ai cầm đi nhỉ? Thế
Thế em mới chạy xuống bếp em xem, em tìm ở trên thành giếng, ở trên bếp trên trạn ấy. Thì là em mới nhìn thấy cái dao nó lấp ở trong cái túi bóng. Cứ có cái móc nào là mẹ em treo hết những cái túi bóng, chùm. Hầu như là cứ có cái chỗ làm có móc là 5-6 cái chùm như vậy. Mẹ bảo mẹ ơi cái dao mẹ để đây nè. À ừ nhờ, giờ mới nhớ ra, sao để đây rồi, đáng chí thế không nhớ ra nữa, khổ vậy chứ. May á là mẹ còn đổ thừa cho con chó này kia chứ không mẹ nó con chó nó không cầm thì chắc con dâu nó cầm nên nó mệt. Không, con chó của tôi nó hay cầm. Ủa vậy hả? Cầm hết đồ ấy. Cầm con dao dao đó hả? Không phải cắt đồ gì nó cũng cầm. À vậy. Bây giờ gửi tuổi như anh còn quên nữa, đừng nói chi mẹ già vậy. Mà chị em thấy cô rất là vui tính. Không biết cái sở thích của cô là gì hả? Em thì cái sở thích đơn giản thôi ạ. Tôi xem phim và đi học. Tôi đi học luôn hả? Cái gì tôi cũng thích học. Tại vì trước ở nhà bố mẹ không cho học nhiều mà. Chứ giờ cái gì tôi cũng thích học. Học lớp gì tôi cũng thích, tôi cũng đi tham gia mấy lần rồi đấy. Bây giờ cô đi học, đang học lớp gì? Triệu Phú Làm Dâu gì đấy. Trời ơi. Tôi cũng muốn học là vì các cháu nó muốn làm gì thì tôi tham gia cho chúng nó học mà. Những đây cái gì các cháu nó gọi bị là học, bị học nữa, học mãi. Ủa nhưng mà cô lớn quá rồi, rồi vô các bạn trẻ rồi mấy em học chung rồi sao chị? Hôm gần đây nhất thì là mẹ em cũng có đi học cái lớp về tư duy Triệu Phú. Và cũng chuẩn bị cho mẹ đi học. Rồi đi học thì anh trai cả thì anh cũng có bảo là tụi bây cho mẹ đi học làm chi. Rồi chúng nó lại bảo là trẻ trâu. Em cũng bảo là mẹ đi học như thế này, nhất là mẹ đi mẹ mở rộng được cái góc nhìn của mình. Thứ hai nữa là cái tuổi của mẹ thì mẹ lại đam mê, mẹ thích học hành vì từ cái tuổi của mẹ ngày xưa ấy, mẹ thích được đi học. Cô giờ có cái lớp học là tình yêu người cao tuổi á? Ôi, một cái thì tôi không học. Hả? Cái thì tôi không học. Đâu. Tình yêu con cháu ông bà này kia truyền cho con cháu chứ. Ở đâu dạy chứ? Dạy. Đấy, tôi không biết. Cô dễ thương hả? Bây giờ mình nghe coi con cô chia sẻ điều gì nha. Mẹ à, con rất là biết ơn mẹ vì mẹ đã dành cả cuộc đời cho sự trưởng thành của các con. Nên bây giờ con chỉ mong muốn mẹ hãy dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, dành thời gian để chơi với các cháu và mẹ hãy dành thời gian để mẹ đi chơi những nơi mà mẹ thích. Còn đối với nhà con, vợ con được sinh ra trong một môi trường khác, được lớn lên trong một hoàn cảnh khác nên tính khí của nhà con cũng không được như mẹ mong đợi. Vậy con chỉ mong muốn mẹ hãy coi vợ con như là con đẻ của mình và chỉ bảo dạy dỗ đến nơi đến chốn. Con yêu mẹ rất là nhiều. Anh ấy nói những cái gì mà anh ấy nghĩ vì em nghĩ là nói những cái điều mà thật sự là em muốn nói với mẹ. Vì em biết là cái gì mà anh ấy muốn truyền đạt đến mẹ cũng như là đang muốn nhắn nhủ với em ấy là nên quan tâm đến mẹ nhiều hơn, nên điềm đạm hơn cách đối xử với mẹ mình. Nhưng từ đó giờ như anh ít quan tâm đến mẹ đúng không? Cũng có thể coi là như vậy. Công việc, con cái, rồi những cái bộn bề cuộc sống đôi khi làm cho em lãng quên đi những bậc sinh thành ra mình. Em biết là nhiều khi em có nói những cái lời nói hay là cái ngữ điệu hay là những cái giọng điệu của mình nói ra để cho mẹ buồn, mình biết điều đó. Nhưng cũng có lúc mà em thấy rằng cái tôi của mình nó lên quá cao. Em nghĩ rằng là mẹ không hiểu mình. Rồi cái câu trước câu sau khi mà mình nói lên ý kiến của mình thì mẹ lại chỉ bênh con trai thôi. Chưa bao giờ mẹ hiểu cho cái phận làm con dâu của mình, mình phải gặp những cái chuyện gì. Rồi nhiều lần muốn tâm sự với mẹ, cái cách để mẹ ngồi mẹ nghe, lắng nghe mình, mẹ không ngồi thật sự để mẹ nghe mình diễn đạt là con đang buồn chuyện này lắm, rồi nhà con anh ấy đang gặp phải vấn đề này, vấn đề kia, rồi nhờ mẹ giải quyết giúp cho con. Những cái chuyện đó mẹ không quan tâm đến, khiến cho mình cảm thấy buồn. Rồi cứ tích tụ, 6 năm qua cứ tích tụ như vậy. Rồi có những cái lúc mà có thể như là mình ức chế, rồi mình em vừa nói quét cái nhà thấy bừa bộn quá nó không được, bảo mẹ là nhà có cháu nhỏ thì cần phải dọn dẹp sạch sẽ, cất cao những cái đồ vật nguy hiểm, thuốc thang lên, thì mẹ cứ thì đấy thôi, mẹ không có làm. Mình ức chế, rồi mình có nói mẹ những cái lời nói mà mình biết là mẹ buồn, em biết là mẹ buồn lắm ạ. Cô thì từ trước đến nay thì cô cũng rất quý con dâu, mà con trai cũng thế, con dâu cũng như con trai. Chứ cô không bao giờ nghĩ bằng con dâu, cô không quý, không phân biệt. Nhưng cô muốn con dâu cô thay đổi điều gì không? Cô muốn là
là con dâu cô từ nay mà đi thì những lúc mà dạy con ấy, thì mong là cháu cũng thuần thúy đi một tí, đừng uốn nắn các cháu quá mạnh, nó còn nhỏ thì phải dạy nó dần dần, chứ dạy nó quá thì tôi các cô thì thương cháu thì xót lắm. Em rất là cảm xúc chứ không? Tức là em muốn nói điều gì với mẹ? Hôm nay mình cứ nhìn thẳng mặt mẹ mình nói, mong muốn điều gì đó, cứ nói hết đi em. Cứ muốn cái gì con cứ nói thẳng, không phải ngại gì. Thông qua cái chương trình này thì con muốn là gửi gắm đến mẹ những lời nói yêu thương nhất tận đáy lòng của con. Và thật sự là mong mẹ hãy thông cảm những lúc bấy giờ của con, dạy bảo con những cái lúc mà con có nói gì đó khiến mẹ không vui, mẹ dạy bảo con dần dần, coi con như là con gái của mẹ. Con sẽ cố gắng để cho mình sửa đổi tính của mình, để cho mình điềm đạm hơn trong cách nói chuyện hay dạy cháu, để cho các cháu không bị tổn thương về tâm lý và để cho mẹ không còn buồn nữa. Chứ tôi cũng thấy hình ảnh hai mẹ con cứ ôm chặt nhau mãi, vẫn cái nụ cười hiền hậu thế này, vẫn những cái tâm sự mà có thể nói chưa bao giờ được nói, đúng không? Đây là một kỷ niệm của chương trình, Quỳ Linh xin gửi tặng cô và em. Ngoài kỷ niệm của chương trình, con cũng có phần quà dành cho cô. Đây là Natto Enzyme ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Còn đây là phần quà dành cho chị, Natto Gen giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Xin cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Đây là lần đầu tiên mà chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu được chào đón người đồng bào Sán Diều đến đây để tham dự. Những cái phong tục, những cái điều trăn trở giữa mẹ chồng người Sán Diều và con dâu người Kinh cũng đã chia sẻ rồi quý vị đó. Chắc chắn rằng những cái mâu thuẫn đó chúng tôi muốn rằng nó sẽ lành lại và không còn những khúc mắc nữa. Hạnh phúc sẽ tràn ngập trong gia đình ấy quý vị nha.